Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Và đây là hình ảnh sự kiện ra mắt tướng Awakening Lucius các bạn, mang tên là Chiến Ca Vinh Quang. Và đây là hình ảnh Lucius của chúng ta nha. Khiên thì đặt sau mông các bạn, kiếm thì đưa trước ngực. Nhìn cái kiểu cầm khiên này nó hơi kỳ kỳ ha. Thường thường khiên thì người ta cầm bên hông, hông thì dưng dơ về trước. Này thì khiên dùng để che đít. Có vẻ như là thấm nhuần tư tưởng của bạn gấu gây, các bạn sợ gây quá nên sợ bị thông nên che đít lại. Này mình nói đùa thôi nha. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chi tiết bộ kỹ năng của Lucius Awakening. Gọi là chi tiết thôi chứ nó cũng là sơ lược nha các bạn. Tại vì nó một vài cái mô tả hoặc là cái hiệu quả của kỹ năng thì nó chưa đầy đủ. Khi nào ra mắt chính thức thì chúng ta sẽ có các bạn. Đầu tiên sẽ là kỹ năng nộ của Lucius, mang tên là Thần Thánh Chi Quang. Bản dịch rất là mang hơi hướng của tiên hiệp các bạn. Tiên hiệp đại dạng như Đấu La rồi đó, chuyện học hình Trung Quốc các bạn. Và đây là bản dịch của bạn gấu gây nha. Bạn đổi lại thành gấu newbie này nhưng mà bạn là gấu gây đó các bạn. Lucius sẽ giơ cao vũ khí, tiến nhập vào trạng thái sáng linh hồn. Nói chung là trong 8 giây. Nói chung là trạng thái được ánh sáng thần thánh bao phủ đó các bạn. Các bạn có thể hiểu như vậy. Và trong thời gian này, ánh sáng sẽ gây 200% đam lên địch xung quanh mỗi giây. Đồng thời, đồng minh xung quanh nhận khiên độ bền sẽ bằng 500% tấn công của Lucius. Và Lucius sẽ miễn khống chế khi mà sử dụng kỹ năng này, tức là miễn CC đó các bạn. Ở level 2 cũng là mật bậc thần thoại nó sẽ mở. Thêm giá trị khiên bằng 10% máu đã mất của mục tiêu, không quá 300% phòng thủ của Lucius. Tức là nếu mà level 2 thì cái khiên này sẽ bằng độ bền, nhận độ bền của 500% tấn công Lucius cộng 300% phòng thủ Lucius các bạn, kinh dị. Và đam gây ra tăng thêm bằng 10% máu hiện tại của Lucius và sẽ không quá 300% tấn công Lucius các bạn, tức là gia tăng thêm đam và phòng thủ các bạn. Level 3 tức là bọc thanh thiên. Trước khi dùng kỹ năng nộ lần đầu, Lucius sẽ được tăng 40 tốc độ hồi nộ và miễn dịch hiệu ứng giảm nhận nộ cấm hồi nộ. Tức là không thể ngăn cản cái con Lucius này bật khiên được các bạn. Các bạn đọc kỹ năng các bạn có thể hiểu, với cái hiệu ứng này thì gần như là chúng ta không thể ngăn cản cái con Lucius của chúng ta dựng khiên được. Rồi chúng ta hiểu vấn đề nha. Thì gần như là bắt đầu tự động vào trận đấu thì Lucius của chúng ta nó sẽ nộ rất là nhanh, tạo ra thần thánh chi quang bảo vệ cho tất cả các đồng đội và gây hiệu ứng gây sát thương. Rồi chúng ta đến với kỹ năng 2 mang tên là Đức Tin Bất Đảo. Khi kỹ năng này được dùng, nếu đồng minh thấp máu có lượng máu dưới 50% sử dụng thủ hộ, nếu không sử dụng đột kích thủ hộ. Lucius sẽ khiêu khích địch trong phạm vi trong vòng 6 giây, đồng thời cấp chúc phúc thuẫn độ bền bằng 650% phòng thủ cho bản thân và đồng minh thấp máu, tức là gia tăng cho thêm một cái thuẫn chúc phúc các bạn tới 650% phòng thủ của bản thân. Ghê. Đột kích sẽ chém địch trước mặt 3 lần gây 200% đam và mỗi lần sẽ tung một cú cuối cùng gây 300% đam đẩy lùi địch. Tung cái cú cuối cùng giống như cái đợt sóng các bạn thấy nha, chém 3 phát và tung một cái đợt sóng gây đẩy lùi địch. Ở level 2 cũng là chữ ký level 0 các bạn. Đòn đánh phá vỡ chúc phúc thuẫn sẽ không gây đam, tức là những cái chiêu nào mà có thể phá được cái thuẫn của con Lucius Boots hoặc là của con đồng minh mà Lucius Boots nhận lên các bạn thì sẽ không thể gây đam. Ở set 10, khi đồng minh đang có thuẫn chúc phúc nhận tiếp nhận chúc phúc thuẫn, 80% lượng khiên dư sẽ chuyển thành máu. Có cái cơ chế là khiên dư nó có chuyển thành máu nữa nha các bạn. 80% lượng khiên dư có thể chuyển thành máu. Ở set 20, khi đồng minh đang có chúc phúc thuẫn chịu ứng giảm nộ, 80% nộ giảm sẽ hồi lại trong 2 giây. Nói chung anti mấy cái đứa mà chuyên hồi nộ, chuyên cấm nộ các bạn. Các bạn lúc nãy giờ các bạn nghe thấy là có hai cái kỹ năng khắc chế là những cái con mà nó cấm nộ hồi nộ rồi chưa các bạn. Đó. Rồi, chúng ta đến với set 30. Mỗi khi thủ hộ được dùng, Lucius sẽ nhận ít kháng đam. Và mỗi khi đột kích được dùng, Lucius sẽ nhận ít xuyên vật lý, cộng dồn ít lần. Cái ít đây vẫn còn là một ẩn số, hiện tại chúng ta chưa có, bởi vậy nên mới gọi là sơ lược kỹ năng của tướng các bạn nha. Ở level 6, tức là kỹ năng của set 40, mỗi khi dùng kỹ năng nộ, số giãn cách thi chuyển kỹ năng 2. Kỹ năng 2 của chúng ta là kỹ năng Đức Tin Bất Đảo các bạn. Tức là khi mà xài chiêu nộ thì gần như Lucius của chúng ta nó sẽ dựng tiếp một cái khiên nếu mà đồng minh bị yếu máu các bạn. Đây, nó theo hai cái cơ chế nè. Nếu đồng minh thấp máu, nhất cái lượng máu dưới 50% sử dụng thủ hộ, còn nếu không sử dụng đột kích, tức là máu mà đồng minh bị thấp nó ưu tiên thủ hộ, còn không thì nó sẽ tấn công kẻ địch các bạn. Rồi ở level 3, sau đây các bạn kỹ năng thứ 3 mang tên là lá chắn che chở nội tại. Khiên của Lucius được thánh quang chúc phúc
và mỗi đòn đánh bị giảm lượng bằng 350% phòng thủ của Lucius. Lần đầu tiên máu Lucius xuống dưới 50% sẽ nhận chúc phúc thuận độ bền bằng 800% thủ bản thân. Hiệu ứng này sẽ được kích hoạt lần nữa ở mốc 25% máu, tức là con này có 2 lần nhận cái khiên dây cui ở mốc 50% máu và mốc 25% máu. Nói chung là con này sẽ dạng cực kỳ trâu bò và cực kỳ khó chết các bạn, và đam cũng không hề nhỏ nha. Ở level 2, tức là khắc ấn level 30, khi Lucius ở tiền tuyến bảo vệ hai đồng minh gần nhất sau lưng, và khi lượng máu của họ thấp hơn Lucius, Lucius sẽ nhận 50% đam trực diện họ nhận, và mỗi lần nhận đam sẽ không quá 500% phòng thủ của Lucius, tức là có cơ chế nhận đam thay cho đồng đội, là nó bảo kê đồng đội sau lưng các bạn. Ở level 3, tức là khắc ấn level 60 sẽ mở, khi Lucius ở trong trạng thái sáng linh hồn, lượng giảm đam trên mỗi đòn tăng tới 500% phòng thủ của Lucius, đồng minh cũng nhận thêm một hiệu ứng giảm đam. Ở kỹ năng 4, phán xử rực cháy, đây là nội tại, có tới 2 chiêu nội tại các bạn, chỉ có 1 chiêu chém thôi ha. Vũ khí của Lucius sẽ được thánh quang chúc phúc, cứ mỗi 2 lần gây đam thường, đòn đánh thứ 3 sẽ được cường hóa, gây 320% đam, đánh ngã và thêm hiệu ứng thần thánh thẩm phán, sẽ giảm 40% tấn công và 40 chí mạng của địch trong vòng 4 giây, và Lucius sẽ gây thêm 40% đam lên địch chịu thần thánh thẩm phán. Ghê không các bạn? Ở 3 món nội thất sẽ mở khi địch đang chịu thần thánh thẩm phán, chịu tiếp hiệu ứng này sẽ bị mất máu bằng 250% tấn công của Lucius. Ở 9 món nội thất sẽ mở khi Lucius ở trong trạng thái sáng linh hồn, sẽ gây thêm 80% đam, và đam từ kỹ năng và kỹ năng 2, đam từ kỹ năng nộ và kỹ năng 2 cũng cấp thêm hiệu ứng là thẩm phán lên địch, thần thánh thẩm phán lên địch. Như vậy thì các bạn có thể thấy là cái con này mang trên mình rất là nhiều hiệu ứng các bạn. Tuy nhiên nãy giờ chúng ta để ý thì nó không hề làm giảm phòng thủ của địch, cũng như là nó không hề boost tấn công cho đồng minh, không hề boost tốc nha. Cái mạnh của con Lucius đó là nó sẽ counter lại mấy cái con mà chuyên hồi nộ, cấm hồi nộ, và những con mà chuyên sốc đao các bạn, bằng việc đầu trận nó dựng lên tấm khiên gì cui, và sau đó thì đồng minh thấp máu nó lại dựng thêm tiếp một tấm khiên nữa các bạn. Và nó còn có một nội tại cho phép con này dựng tiếp hai cái khiên khi mà ngưỡng máu xuống dưới 50 và 25%. Các bạn thấy độ trâu bò của vị tướng này là có nha, rất trâu. Ok, chúng ta sẽ đến tiếp tục với kỹ năng số 5 mang tên là hô lệ đột kích. Lucius sẽ nhận thêm chỉ số các bạn, tăng tấn công dựa trên phần trăm của phòng thủ gấp, tăng chí mạng dựa trên phòng thủ của kháng chí mạng gốc, tăng cường hóa đam chí mạng dựa trên kháng đam chí mạng. Như vậy thì Lucius của chúng ta là một con tanker, do đó thì chỉ số phòng thủ và kháng đam chí mạng của nó rất là cao. Nhưng mà ở đây chúng ta lại có thêm cái là tăng tấn công và tăng chí mạng dựa trên những chỉ số phòng thủ. Như vậy thay vì chúng ta có thể hiểu cái con tướng của chúng ta là một cái con tướng cục nịch các bạn, là một cái bao cát di động chỉ biết phòng thủ và không biết tấn công, thì có vẻ với cái kỹ năng ở qua kình như thế này thì cái con Lucius nó sẽ chuyển toàn bộ chỉ số phòng thủ và kháng chí mạng của mình thành cái chỉ số tấn công, và có vẻ như là nó cũng có một cái lượng đam khá các bạn. Thì về cái lượng đam của con Lucius nó có to hay không thì phải chờ khi nào mà con này ra mắt chính thức, chúng ta xách nó, chúng ta đi xài, chúng ta đi thử test trong đấu trường thử nghiệm, chúng ta đi tùm lum tùm la chúng ta mới biết được. Nhưng mà với cái cơ chế của kỹ năng thức tỉnh thứ 5 này, rất có khả năng là cái con Lucius nó chuyển hóa từ khả năng phòng thủ của mình thành khả năng tấn công. Và với bộ kỹ năng nãy giờ nó cũng có tấn công khá đó bạn, chiêu nộ các bạn, thần thánh chiêu quang nó nộ liên tục ha, nó gây đam như vậy cùng với cái chiêu chém liên tục, thì các bạn thấy đam của con Lucius là không hề nhỏ nha các bạn. Bây giờ là chúng ta chỉ chờ thêm những cái con số ít nó ra chính xác ít bao nhiêu lần. Nếu mình ít cái phần trăm ấn tượng các bạn thì lượng đam của Lucius không hề nhỏ, còn nếu mình ít cái phần trăm nhỏ quá thì thôi, không đáng các bạn. Nhưng mình nghĩ cái tầm này các bạn thì nó phải ít cái phần trăm cao cao thì mới xứng đáng được, nếu mà ít thấp thì sẽ là một cái con tướng gần như là chỉ có tác dụng trong PvP. Nếu mà cái phần trăm mà từ chuyển từ chỉ số phòng thủ sang chỉ số tấn công của con Lucius mà không đáng kể các bạn, thì con này gần như nó chỉ có tác dụng mạnh trong PvP, và những cái chế độ khác như là boss đồ thì khả năng cao là không có. Còn map á, thì với cái độ trâu bò đặc trưng của con tướng này thì biết đâu thì có thể xài được. Chứ còn mà nếu mà đi boss mà không có boost những cái mình đã nói ha, không boost tấn công, không boost tốc độ, không boost chí mạng, không boost những thứ linh tinh như vậy mà lượng đam lại thấp thì khó mà có thể lọt được vào meta boss. Chỉ chờ những cái con chữ X như thế này nó như thế nào nữa thì chúng ta mới xác định được Lucius của chúng ta nó sẽ là cái con tướng thuộc vai trò gì. Trước mắt thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ rất là mạnh trong PvP, đặc biệt là nó counter lại một con tướng hiện tại đang rất mạnh trong PvP, đó là Awakened Chimera nha các bạn. Nó counter được cái con Awakened Chimera là tạm ổn rồi. Ok,
Trên đây là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ về bộ kỹ năng của Awakened Lucius. Các bạn nghĩ như thế nào về vị tướng này? Liệu cà phê hay là Sion Meta? Rồi, rất mong nhận được những bình luận góp ý của các bạn bên dưới video. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại tại video lần sau. Bye bye!